Tụi bay ơi. Đây, tụi bay nè mọi người. Đấy, tụi bay. Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì bố đi vào trong rừng để tìm thức ăn trong rừng để làm một chuyến đi sinh tồn nha mọi người. Thì sáng hôm nay thì bố đi, bố không có đem đồ ăn thức uống nha mọi người. Thì bố với tụi bay sẽ đi vào trong rừng và thử thách tìm kiếm những thứ trong rừng nó ăn được thì bố với Ruby sẽ ăn nha mọi người. Thì bố đi tới đây thì bố phát hiện có rất là nhiều quả thơm nha mọi người, rất là nhiều luôn. Thì đâu rồi, đây là mọi người, rất là nhiều quả thơm nha mọi người. Thì bây giờ là bố với Ruby không sợ đói nha mọi người. Đây nè mọi người, đây quả thơm nhá, đây quả thơm rừng nha mọi người. Đây. Bố với Ruby sẽ không bị chết đói trong rừng nha mọi người. Đây, bây giờ có quả thơm này rất là tuyệt vời rồi mọi người. Ở trong rừng này rất là nhiều luôn mọi người. Bây giờ bố sẽ tìm xem thử quanh đây có không nha. À, đây đây này, quả này nó đỏ mọi người, không biết là ăn có ngọt không mọi người. Đây, đây nha mọi người nha. Đây Ruby quả thơm này. Đấy, bây giờ bẻ này mọi người. Đấy, đấy quả thơm đấy. Chưa ăn được đâu, đi chưa ăn được. Đấy, để tí bố gọt cho Ruby ăn nha. Bây giờ bố sẽ bẻ một quả này nữa. Bằng này chắc là đủ ăn đó mọi người. Đây này. Đấy. Quả thơm rừng của mọi người nha. Đây này. Cái quả này có con gì nó ăn rồi mọi người. Đây này. Đây nha. Rồi. Bây giờ bố sẽ tìm chỗ để ngồi ăn thử thơm rừng này có ngọt hay là chua nha mọi người. Rồi Ruby, qua đây đi. Rồi, chắc ngồi đây này. Rồi, ngồi đây cho nó mát này. Bây giờ bố sẽ gọt nha mọi người nha. Nhìn không biết là ăn có chua không mọi người. Đấy. Rồi, quả thơm rừng mọi người nha. Xem thử là ăn có ngọt không hay là chua nhé. Này ăn chấm muối ớt thì quá tuyệt vời luôn mọi người. Từ nha, đợi bố gọt xong đã. Thơm rừng thì nó trái nó rất là nhỏ nha mọi người, không to, trái nó bé bé nha mọi người. Từ từ bố gọt đã. Ôi, sụp vậy à? cầm đi. Rồi cái này của bố nha. Nha mọi người. Rồi, nhìn ăn đi. Chua. Quả Ruby ngọt à, đưa bố thử. Đây, mời tất cả mọi người nha. Nè.
ngọt này. Như nhau mà. Không chua ấy. Sao lại bỏ rồi à. Ăn đi. Ôi, khát nước quá. Rồi tiếp tục đi nha mọi người. Đi tìm nước đã.